Nếu như cả nhà thành tâm muốn biết thì Di xin sẵn lòng trả lời, đây là đầu bột 168 liền đầu. Song sưởng là sức kho, song sưởng là sức kho và đôi khi thiếu hàng luôn. Và một trong những lợi thế của những cái dòng bơm bên Duy á là thiết kế đầu tiên á chuyên nghiệp và chắc chắn. Thôi gỡ cái nón ngang cái cho nó khỏe cái. Và thiết kế bằng inox 304 nguyên con nhưng mà liền khối như thế này, rất là nhỏ gọn nha, và độ dày rất là ok. Và nói về cái củ bơm này á thì bên Duy cũng làm đó là đa chủng loại luôn, về đầu bơm lớn nhỏ từ phi 250, 300 hay là nhỏ lớn gì đó cũng có đủ xây luôn. Và đây là dòng phi đó là 168. Hoặc là với một cái lợi thế nữa của dòng này đó là chúng ta sẽ có những cái con mà Duy phù hợp với những cái dùng đó là tiết kiệm điện. Đây 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 đây, không phải là tiết kiệm điện, và những cái dùng á là cái cộng điện và cái tiết diện điện của chúng ta nhỏ thì chúng ta sử dụng đó là con 2HP, nhưng mà với một cái lưu lượng rất là lớn đó là 140. Thì cái con này là Duy đặc biệt quan tâm và đặc biệt nghiên cứu cho những cái dùng đó là điện không có được mạnh lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải làm sao là nó đủ 220V hoặc là 210 mấy nha các bạn. Có nghĩa là cái dùng đó đó điện không có mạnh để chúng ta sử dụng điện motor 3 ngựa 5 ngựa, như muốn motor lớn thì chúng ta sử dụng là nhỏ hơn tí, chúng ta vẫn chạy được, chúng ta vẫn bơm được. Dòng này đó là dòng 140 hoặc là dòng 114. Đây hoặc dòng 114 nè, đây đây, dòng 114 này là đặc biệt đó là thiết kế ra cho những cái dùng đó là nhỏ để mà nhẹ điện, ok nha. Và để làm sao chúng ta có một cái quả tốt hơn, thành công hơn thì Duy cũng nghiên cứu đặc biệt quan tâm, Duy cũng xuất thân từ đó là những người nông dân, hiểu được cái tình trạng của chúng ta hiện tại. Nói là nhẹ điện thôi các bạn, đó là nhẹ điện thôi chứ thật sự cũng phải là đủ điện nha, có nghĩa là 2 ngựa để chúng ta chạy trên những cái cánh đồng của chúng ta. Đây cái việc này, và có cần chi tiết hơn thì cứ điện cho Duy nha, để Duy tư vấn cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thủy Sản Duy. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.